Hậu đám tang Moonbin, Astro, Fantasio tuyên bố không hoãn lịch trình và lo lắng cho Jaewoo. Kể từ sự ra đi đột ngột của Moonbin, nhiều nghệ sĩ xứ Hàn đã hoãn lại lịch trình biểu diễn để tưởng nhớ cố thần tượng. Sau khi đám tang kết thúc, công ty quản lý của Astro cũng bất ngờ có động thái trở lại khi thông báo tiếp tục lịch trình đã đề ra. Theo đó, Jaewoo của Astro vừa qua được thông báo sẽ tham dự sự kiện văn hóa Connect Thái theo kế hoạch. Được biết quyết định trở lại này được đưa ra sau những thỏa thuận với công ty quản lý vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Prestige Entertainment thông báo Connect Thái không phải là màn trình diễn riêng của bất kỳ nghệ sĩ nào, là sự kiện kết nối Hàn Quốc và Thái Lan với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ. Sau khi thảo luận đầy đủ với nhà tổ chức, Fantasio và giới nghệ sĩ, chúng tôi đã quyết định Jaewoo sẽ tham dự sự kiện như đã định. Chúng tôi sẽ nỗ lực để Connect Thái trở thành một sự kiện có ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, phía Prestige Entertainment còn cho biết thêm, xét đến cảm xúc của Jaewoo là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ Jaewoo, tất cả các nghệ sĩ, đối tác và người hâm mộ của tất cả các nghệ sĩ sẽ tham dự sự kiện Connect Thái này và biến Connect Thái thành một nơi mà mọi người có thể chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người đã khuất, người đã ra đi thanh thản trong hành trình cuối cùng của mình. Ngoài thông báo cho việc hoạt động trở lại của Astro, Fantasio còn thông báo đã chuẩn bị một không gian đặc biệt để tưởng nhớ Moonbin. Được biết không gian tưởng niệm này nằm trước trụ sở chính của Fantasio, nơi người hâm mộ có thể ghé thăm để mang lại không gian thoải mái cho những người hâm mộ đã trải qua một chặng đường dài. Chúng tôi đã chuẩn bị thêm một không gian tưởng niệm cho Aroha đến thăm tại văn phòng Fantasio. Không gian tưởng niệm sẽ được hoạt động cho đến ngày 30 tháng 4, vì vậy vui lòng sử dụng không gian tưởng niệm đã chuẩn bị sẵn. Quà và thư từ gửi đến sẽ được chúng tôi bảo quản cẩn thận. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Aroha, những người luôn đồng hành cùng Astro. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người thân yêu của Moonbin. Anh đã có thể yên nghỉ, Fantasio Music thông báo. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 4, Moonbin được quản lý phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. Khi biết tin, Jaewoo đã ngay lập tức hủy bỏ mọi lịch trình cá nhân tại Mỹ, trở về Hàn Quốc và đến viếng tang lễ. Ngày hôm đó, Jaewoo đến sân bay với đầu cúi gằm, đội mũ kéo thấp và khẩu trang che mặt, đồng thời bước đi thật nhanh. Sự xuất hiện này đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng tinh thần của Jaewoo trong cộng đồng cư dân mạng và người hâm mộ tại Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới. Ngay sau đó, người hâm mộ Nhật Bản đã đăng tải lại cảnh quay Jaewoo bật khóc trong chương trình Master in the House của đài SBS, khiến nhiều người lo lắng cho nam thần tượng. Cụ thể, trong tập Master in the House ngày 7 tháng 2 năm 2021, Lim Kyo Jin và Song Ji Hoon nói về những lợi ích của hôn nhân. Thật tuyệt khi có ai đó ở bên cạnh tôi. Nghe đến đây, Jaewoo bất giác bật khóc. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với The Celeb, Jaewoo đã nhớ lại hành động của mình và thừa nhận: "Khi tôi lắng nghe cuộc trò chuyện, tôi đã rơi nước mắt mà không nhận ra. Tôi đã rất ngạc nhiên và xấu hổ." Anh chia sẻ: "Tôi không giỏi trong việc cởi mở, ngay cả với bản thân hoặc gia đình. Tôi không biết có phải vì suy nghĩ đó không, mà có điều gì đó chợt đến và nước mắt tôi trào ra." Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe tinh thần của nam thần tượng, đặc biệt là sau sự ra đi của người bạn thân Moonbin. Có vẻ như Jaewoo cũng đã trải qua một thời gian khó khăn với tư cách là một ngôi sao. Chắc hẳn sẽ rất khó khăn khi công chúng biết mọi thứ về mình và thậm chí còn bị chỉ trích, bình luận ác ý. Jaewoo tên thật là Lee Dongmin, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1997, là một nam ca sĩ, người mẫu và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Astro do Fantasio thành lập và quản lý. Trước khi ra mắt chính thức cùng với Astro, Jaewoo là thực tập sinh đầu tiên được giới thiệu trước khi tiết lộ hình ảnh. Cùng là thành viên của nhóm nhạc, lúc sinh thời Moonbin đặc biệt thân thiết với Jaewoo khi hai người không chỉ là đồng nghiệp mà còn từng học chung tại trường nghệ thuật.